Cách để tạo bản đăng ký trên Google Docs. Google Docs hay Google Tài liệu là một trình soạn thảo văn bản dựa trên nền tảng web rất đa dạng và tiện năng. Nếu như bạn đang điều hành một cuộc họp, dự án hoặc một sự kiện, bạn có thể sử dụng Google Docs nhằm tạo một bản đăng ký tùy chỉnh riêng, hoặc bạn có thể sử dụng mẫu có sẵn để công việc trở nên dễ dàng hơn. Cả hai cách đều có thể tiến hành một cách dễ dàng trên website của Google Docs và tập tin mà bạn sẽ được lưu trực tiếp vào tài khoản của Google Drive. Tạo bản đăng ký từ tài liệu trống. 1. Truy cập Google Docs, mở tab hoặc mở cửa sổ trình duyệt mới và truy cập vào trang chủ của Google Docs. 2. Đăng nhập. Phía dưới ô Sign-in đăng nhập, bạn hãy ghi rõ địa chỉ email và đăng nhập mật khẩu. Đây là một tài khoản Google ID dùng cho tất cả những dịch vụ của Google, bao gồm Google Docs. Nhấp vào nút Sign-in để tiếp tục. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ đưa đến thư mục chính. Nếu bạn đã có sẵn tài liệu thì sẽ có thể thấy và truy cập chúng từ đây. 3. Tài liệu mới. Nhấp vào hình tròn lớn màu đỏ với dấu cộng nằm ở dưới góc bên phải. Cửa sổ hoặc tab mới sẽ mở ra cùng với tài liệu trống có dạng hình xử lý văn bản trên nền tảng web. 4. Dạng bản. Một bản đăng ký hợp lý thường được trình bày dưới dạng bản để người dùng có thể dễ đọc và điền. Ít nhất là bạn cần biết bản đăng ký của mình có bao nhiêu cột và tiêu đề. Nhấp vào tùy chọn Table bản trong thanh trình đơn chính và chọn Insert Table chèn bản. Nhấp vào kích thước bản dựa trên một số cột và dòng mà bạn cần. Bạn sẽ được thêm vào tài liệu. 5. Đặt tên cho bản đăng ký. Ở đầu bản, bạn hãy nhập tên của bản đăng ký. Đây là một bản ghi danh người tham dự, bản đăng ký tình nguyện viên hay bản đăng nhập, đăng xuất, v.v. Bạn cũng có thể thêm mô tả nếu muốn. 6. Đặt tiêu đề cột. Ở dòng đầu của bản, hãy đặt tiêu đề cột. Vì đây là một bản đăng ký nên bạn cần ít nhất là một cột dành cho tên. Những cột khác sẽ tùy vào phương tiện mà bạn cần điền. 7. Đặt số dòng. Bản sẽ dễ điểm hơn nếu như bạn thêm số thứ tự ở trước mỗi dòng. Hãy bắt đầu từ 1 cho đến hết. Bạn có thể để sẵn trong dòng đơn vì chúng ta chưa biết trước sẽ có bao nhiêu người đăng ký. 8. Đóng tài liệu. Sau khi hoàn tất, bạn chỉ cần đóng cửa sổ hoặc tab lại. Mọi thông tin đã được lưu. Bây giờ bạn có thể truy cập vào bản đăng ký từ Google Docs hoặc Google Drive. Tạo bản đăng ký theo mẫu. 1. Truy cập vào Google Docs. Mở tab hoặc cửa sổ trình duyệt mới và trình duyệt trang chủ của Google Docs. 2. Đăng nhập. Phía dưới ô Sign-in, bạn gõ địa chỉ email và đăng nhập. Đây là một tài khoản Google ID dùng cho tất cả những dịch vụ của Google, bao gồm Google Docs. Nhấp vào nút Sign-in để tiếp tục. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ đưa đến một thư mục chính. Nếu như bạn có sẵn tài liệu, thì có thể dễ thấy và truy cập chúng từ đây. 3. Tạo tài liệu mới. Nhấp vào hình tròn lớn màu đỏ dưới dấu cộng nằm ở dưới góc bên phải. Cửa sổ hoặc tab mới sẽ mở ra cùng với tài liệu trống trên trình xử lý văn bản trên nền tảng web. 4. Mở cửa sổ Add-on. Tiện ích bổ sung. Google Docs không có mẫu sẵn nhưng bạn có thể thêm một số tiện ích bổ sung chứa mẫu mà bạn cần. Ví dụ, nếu như bạn cần mẫu người tham dự hoặc đăng ký, hãy nhấp vào ô tùy chọn Add-on trên thanh trình đơn chính và chọn Get Add-on, tải tiện ích bổ sung. Cửa sổ Add-on sẽ được mở ra. 5. Tìm tiện ích bổ sung Template. Hãy tìm mẫu bằng từ khóa Template, nhập từ khóa trong khung tìm kiếm ở góc bên phải của cửa sổ và xem những kết quả trùng khớp với những tìm kiếm của bạn. 6. Cài đặt tiện ích bổ sung. Nhấm vào nút Free miễn phí. Ngay cạnh tiện ích bổ sung mà bạn đã chọn, đa phần chúng đều miễn phí, tiện ích bổ sung sẽ được cài đặt vào Google Docs. 7. Duyệt tìm mẫu. Nhấp vào tùy chọn Add-on trên thanh trình đơn chính lần nữa, bạn sẽ thấy tiện ích bổ sung mà mình vừa cài đặt hiển thị ở đây. Hãy nhấp vào đó rồi chọn Browse Template, duyệt tìm mẫu. 8. Chọn mẫu người tham dự. Nhấp vào Attendant người tham dự trong thư viện mẫu. Tên và bản xem trước của tất cả những bản đăng ký hoặc ghi danh tham dự mẫu sẽ hiện ra. Hãy nhấp vào mẫu mà bạn muốn sử dụng. 9. Sao chép mẫu vào Google Drive. Chi tiết của mẫu đã được chọn sẽ được hiển thị. Bạn có thể sẽ đọc mô tả của lựa chọn để xem liệu có phù hợp với những tiêu chí của mình hay không. Một bản xem trước lớn hơn cũng sẽ hiển thị để bạn có thể nhìn rõ hơn. Sau khi quyết định chọn mẫu nào đó, nhấp vào nút Copy to Google Drive, sao chép vào Google Drive trên cửa sổ. Mẫu sẽ được tạo dưới dạng tập tin mới trong tài khoản Google Drive của bạn. 10. Mở bản đăng ký, truy cập vào tài khoản Google Drive của bạn. Bạn sẽ thấy tập tin bản đăng ký mà bạn vừa tạo nằm trong số tập tin của bạn. Hãy nhấp đúp vào để mở tập tin trong cửa sổ hoặc tab mới. Vậy là bạn đã có bản tin chính của mình. 11. Chỉnh sửa bản đăng ký. Việc cần làm bây giờ là chỉnh sửa mẫu dựa trên tiêu chí của bản đăng ký của bạn. Sau khi hoàn tất, bạn chỉ cần đóng cửa sổ hoặc tab tài liệu. Thay đổi sẽ được lưu một cách tự động.